Kinh văn. Trong thời tự Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn nhiều đời tích phước sâu dày, được mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên theo hộ vệ. Song bà mẹ lại tin theo tà đạo, thường khinh chê ngôi Tam Bảo. Thuở ấy, thánh nữ lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ, hầu làm cho bà sanh chánh kiến, nhưng bà chưa tin hẳn, và chẳng bao lâu thì bà mệnh chung, thần hồn bị đọa vào địa ngục vô gián. Lúc đó, thánh nữ Bà La Môn biết rằng bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ắt phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác, bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem đến chùa tháp thờ tiên Phật mà làm đại lễ cúng dường. Lược giảng. Trong thời tự Pháp, Phật pháp của mỗi đức Phật đều gồm có ba thời kỳ là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Vào thời kỳ chánh pháp, các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc ư bà di đều thành tâm tu đạo và chứng đắc quả vị, cho nên gọi là thời chánh pháp. Còn thời kỳ tượng pháp thì thế nào? Trong thời tượng pháp thì người thật tâm tu hành rất ít, đa số chỉ là dụng công ngoài mặt mà thôi. Đây là thời kỳ tự miếu kiên cố. Mọi người đều thích làm việc công đức như xây chùa cất tháp, dựng am lập miếu, kiến tạo những chùa tháp tôn nghiêm để thờ Phật. Con người trong thời kỳ này chỉ muốn cầu phước chứ không cầu trí huệ. Đó là thời kỳ tượng pháp, tự miếu kiên cố, mạnh về mặt xây dựng chùa chiền. Thời kỳ chánh pháp kéo dài 1000 năm, thời kỳ tượng pháp cũng 1000 năm. Còn thời kỳ mạt pháp thì 1 vạn năm. Chúng ta hiện nay đang ở vào thời kỳ mạt pháp. Con người thời mạt pháp thì đấu tranh kiên cố, mạnh về mặt đấu tranh, hiếu chiến. Vậy trong thời tượng pháp, sau khi đức giác qua định tự tại Dương Như Lai nhập Niết Bàn, có một người con gái dòng Bà La Môn. Bà La Môn là một phái ngoại đạo của Ấn Độ. Người theo phái ngoại đạo này tu hạnh thanh tịnh, họ chủ trương ăn chay không ăn thịt, cũng giảm về việc tu đạo, không có hành vi nam nữ bất tịnh, cho nên còn gọi là tịnh duệ. Tịnh tức là hạnh thanh tịnh, trong sạch. Thanh tịnh là không có hành vi bất tịnh giữa nam nữ, nếu phạm tức là không thanh tịnh. Dòng Bà La Môn này tuy cũng tu pháp môn diễn ly, nhưng tu tới tu lui vẫn không đến được chỗ cốt tủy, không đạt được đạo lý rốt ráo. Đây là một giáo phái có từ ngàn xưa của nước Ấn Độ, và cho đến hiện nay tại Ấn Độ vẫn còn rất nhiều loại giáo phái như thế. Điển hình là phái Du Già, một giáo phái thoát thai từ đạo Bà La Môn. Đối với người Hoa thì đạo Bà La Môn chính là đạo giáo, đạo lão. Một giáo phái cũng chủ trương tu hạnh thanh tịnh, nhiều đời tích phước sâu dày. Vào thời tượng pháp của Đức Phật Giác Hoa định tự tại Dương Như Lai, có một người con gái thuộc dòng Bà La Môn mà trong những đời trước đã từng làm rất nhiều việc tốt, tạo được rất nhiều công đức, cho nên đời này cô ta được hưởng rất nhiều phước báo và được mọi người kính nể. Mỗi khi gặp cô gái Bà La Môn này, mọi người đều tỏ ra khâm ngưỡng kính trọng. Vì sao mọi người đều ngưỡng mộ kính nể cô ta như vậy? Đó là phước báo do đời trước cô ta đã từng làm nhiều việc công đức, cho nên tướng mạo con người xấu hay đẹp là tùy thuộc vào công đức mà họ đã tạo được trong đời quá khứ. Nếu trong đời trước quý vị có tạo được công đức thì đời này tướng mạo của quý vị sẽ viên mãn hoàn hảo. Còn nếu không tạo được công đức thì thế nào? Thì tướng mạo sẽ không được viên mãn. Không viên mãn tức là xấu xí vậy. Đức Phật có 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp, đó là ngàn phước trang nghiêm. Thế nào gọi là ngàn phước? Cứ làm 1000 việc thiện thì được 1 phước. Vậy quý vị phải hoàn tất 1000 việc thiện thì mới có được 1 phước. Thế thì nếu làm 10000 việc thiện tức là được 10 phước, làm 100000 việc thiện tức là được 100 phước, và làm 1 triệu việc thiện thì được 1000 phước.
Đức Phật do dùng ngàn phước trang nghiêm nên mới có được 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp. Tướng mạo của chúng ta trong đời này là tùy thuộc vào nhân duyên của đời trước. Do đó, có người sinh ra thì xinh xắn đẹp đẽ, song cũng có người lại xấu xí khó coi. Vậy cô gái dòng Bà La Môn này được mọi người kính nể, nói gì cũng được mọi người hoan hỷ lắng nghe, và khởi xướng việc gì cũng được mọi người hoan hỷ tán thành, hết lòng hỗ trợ. Chẳng những thế, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên theo hộ vệ. Hàng ngày cô ta luôn luôn được chư thiên âm thầm che chở, phù hộ. Như tôi đã nói ban nãy, chúng ta hiện nay đã kết giới, cho dù quý vị có nghiệp chướng, thí dụ có ma quỷ muốn gây chướng ngại cho quý vị, thì chúng cũng phải đình quản lại, không được đến quấy nhiễu quý vị trong lúc này. Bởi vì quý vị đến đây để nghe giảng kinh, và bây giờ nơi này đã được kết giới, thì mọi nợ nần dây trả đều phải tạm thời đình chỉ, không ai được phép đến đây gây rắc rối hoặc sinh sự lôi thôi, mà phải để cho quý vị một lòng một dạ chuyên chú nghe giảng kinh. Mặc dù cô gái dòng Bà La Môn này có phước đức sâu dày, khi đi đứng lúc nằm ngồi đều có các vị hộ pháp, thiện thần, thiên long bát bộ hoặc chư thiên theo phù hộ, song bà mẹ lại tin theo tà đạo, chứ không tin chánh pháp và thường khinh chê ngôi Tam Bảo. Thế nào gọi là tin theo tà đạo? Tin theo tà đạo không nhất thiết là tin theo bàn môn tả đạo, mà còn có nghĩa là vừa tin vừa ngờ. Thí dụ, có người hôm nay tin Phật, ngày mai lại sanh lòng hoài nghi, phân vân lưỡng lự, không biết mình đúng hay sai, nói là tin Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nhưng tôi chưa hề gặp một ông Phật nào cả, tôi cũng chưa hề gặp được Pháp. Tuy nói là có kinh điển, song giáo lý chứa đựng trong các kinh sách đó cũng tầm thường, chẳng có gì đặc biệt. Còn Tăng thì bất quá chỉ là những con người phàm phu tục tử như bao kẻ khác thôi. Vì sao tôi lại phải kính trọng họ? Sanh lòng hoài nghi như thế thì cũng gọi là tin theo tà đạo. Nói tóm lại, không có chánh niệm thì đó chính là tà niệm, và không có chánh tính thì đó là tà tính, là tin theo tà đạo vậy. Như có kẻ ngoại đạo trêu trao rằng, quý vị đưa cho tôi 1 triệu đồng thì tôi sẽ giúp quý vị mua một cái ngôi hoàng đế, bảo đảm đời sau quý vị sẽ được làm vua, chỉ cần đưa tôi 1 triệu đồng là mọi việc đều ổn thỏa cả. Nghe cũng bùi tai, quý vị liền siêu lòng, ồ, chỉ cần bỏ ra 1 triệu đồng mà kiếp sau được lên làm vua, nên lắm chứ, và lật đật đếm tiền đem nộp cho người ấy. Đó tức là quý vị tin theo tà đạo. Bởi sự thật thì ngôi vị hoàng đế làm sao có thể mang ra bán buôn tùy tiện như thế được? Quý vị làm gì mà có thể mua được ngôi vua? Ở các quốc gia dân chủ hiện nay thì có thể có chuyện mua bán chức vị tổng thống. Do đó cũng có thể có kẻ dám gạ gẫm. Đời này cô mang thân nữ nên không thể ra ứng cử tổng thống được. Vậy cô đưa tôi 1 triệu đồng, tôi bảo đảm kiếp sau cô sẽ được làm tổng thống. Thế nhưng đến kiếp sau, bất luận quý vị có được làm tổng thống hay không, thì cũng chẳng tìm ra người ấy để đòi tiền lại. Hắn ta cũng chẳng có công ty bảo hiểm để bảo đảm cho quý thân chủ quý vị. Cho nên tin vào những chuyện diễn vong như thế thì gọi là tin theo tà đạo, đi theo đường tà. Làm sao mà có thể dùng tiền để mua chức tổng thống được kia chứ? Không thể nào có chuyện đó. Nếu nói rằng dùng 1 triệu đồng để mua chức vị tổng thống ngay trong đời này, thì may ra còn có thể tin là có thật. Vì sao? Vì nếu quý vị dùng số tiền đó để đi vận động mua phiếu, mua chuộc người ta, để họ bầu cho mình, thì may ra cũng có thể được lên làm tổng thống nước Mỹ. Tuy nhiên việc đó còn đòi hỏi nhiều điều kiện khác nữa. Chẳng hạn, muốn ra tranh cử thì quý vị phải là công dân Mỹ, phải mang quốc tịch Mỹ mới được, chứ có quốc tịch nước khác là không xong. Vì vậy, nếu quý vị tin tưởng vào những việc mua bán kiểu đó, tức là quý vị tin theo tà đạo. Tin theo tà đạo cũng có nghĩa là nói ra những điều không có đạo lý, không hợp tình hợp lý. Chẳng hạn có người tuyên bố một cách phi lý rằng, quý bà, quý cô chỉ cần đưa tôi 100 đồng hoặc 1.000 đồng, 1 vạn đồng,
Tôi bảo đảm kiếp sau ai nấy đều được sanh làm thân nam, không còn phải mang thân nữ nữa. Thế nhưng quý vị nghe xong liền nhẩm tính, ồ, được đấy chứ, 1 triệu đồng mà mua được thân nam thì đâu có đắt, quá rẻ nữa là khác. Và ngoan ngoãn đem tiền ra nộp cho ông thầy ngoại đạo. Cất tiền vào túi rồi là hắn tha hồ nhậu nhẹt chơi bời thỏa thích. Tiền bạc một khi đã bị hắn tiêu xài hết rồi, quý vị chẳng có cách nào đòi lại được. Cho nên tuy nói là bảo đảm kiếp sau làm thân nam, song cũng không có bảo chứng để quý vị có thể đòi bồi thường. Đó gọi là tin theo tà đạo. Trên đây là tôi chỉ mới kể ra một vài thủ đoạn lường gạt của bọn cáo già, những kẻ chuyên môn đi lường gạt thiên hạ mà thôi. Bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn này thường khinh chê ngôi Tam Bảo, chỉ vì bà ta toàn là tin vào tà thuyết, cho nên không tin theo chánh pháp. Thế nào gọi là tà thuyết? Chẳng hạn nói rằng quý vị cần gì phải tin Phật, quý vị chính là Phật kia mà, chỉ cần mỗi người đưa cho tôi 65 đồng là được, 65 đồng mua được một quả vị Phật. Những lời nói như thế đều là tà thuyết, đều là luận điệu của tà pháp, tà đạo. Quả vị Phật thì làm sao mà mua bằng tiền được chứ? Ai ai cũng có thể làm Phật, song đó không phải là dùng tiền bạc để mua mà được. Quý vị chỉ dùng tiền để làm công quả, làm thiện sự, và đến bao giờ công đức đầy đủ thì quý vị được thành Phật. Chẳng những làm công quả mà quý vị còn phải dụng công tu đạo, phải ngồi tam thiền nữa. Nếu không chịu khó tu tập thì không đời nào có thể thành Phật được cả. Nếu có thể dùng tiền mà mua được quả vị Phật thì Đức Phật Thích Ca đâu cần phải trải qua 6 năm khổ hạnh rừng già trên dãy tuyết sơn, rồi sau đó lại ngồi dưới cội bồ đề, đêm nhìn sao mai mà ngộ đạo. Giả lại khi Ngài còn làm thái tử thì sẵn tiền rừng bạc bể trong tay. Nếu quả vị Phật mà mua được thì Ngài đã mua rồi. Cho nên vấn đề là quả vị Phật không phải là thứ có thể mua được bằng tiền bạc. Khinh chê ngôi Tam Bảo tức là coi thường Tam Bảo. Gặp tăng ni là người xuất gia thì đều hủy bán, buông lời xúc phạm. Những người thường tỏ ra bực bội, ghét trông thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni, đó cũng là khinh chê ngôi Tam Bảo vậy. Thuở ấy, thánh nữ, tức là cô gái thuộc dòng Bà La Môn nói trên, lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ. Phương tiện ở đây có nghĩa là đối với những người xem chừng có thể tin tưởng Phật Pháp, thì chúng ta tùy thuận theo hoàn cảnh và trình độ của họ mà linh động giảng giải để họ có thể lãnh hội được. Khuyến là dùng lời lẽ khéo léo để khuyên lơn, dụ là dẫn dụ, tức là dùng sự lợi lộc để cám dỗ. Thí dụ như biết trẻ con thường thích ăn kẹo, quý vị bèn bảo, tôi có nhiều kẹo lắm, đi theo tôi rồi tôi sẽ cho em thật nhiều kẹo. Như thế gọi là dụ dỗ. Vậy cô gái dòng Bà La Môn cũng nói với bà mẹ, mẹ hãy cùng con học tập Phật Pháp nhé, Phật Pháp di diệu và mầu nhiệm lắm mẹ ạ. Mặc dù thánh nữ nhiều lần khuyên nhủ thân mẫu như thế, hầu làm cho bà sanh chánh kiến, nhưng bà chưa tin hẳn. Bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn này cũng có sanh lòng tin, nhưng chỉ tin đôi chút thôi, chưa hoàn toàn tin hẳn, vẫn còn vừa tin vừa ngờ, bán tín bán nghi. Con nói thì dường như cũng có lý đấy, song mẹ nghĩ không phải hoàn toàn là như thế. Cũng như có mấy đệ tử quy y của tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, chưa hoàn toàn tin tưởng ở lời giảng của thầy mình, sư phụ giảng như thế, chẳng biết có đúng hay không. Đó gọi là vừa tin vừa ngờ, chưa trọn lòng tin cậy vậy. Và chẳng bao lâu thì bà mệnh chung, không lâu sau thì bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn này qua đời. Nếu nói rằng con người chết rồi thì chẳng còn hay biết gì nữa, như không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ, không cần đi làm. Nói tóm lại là chết rồi thì chẳng phải làm gì cả. Như thế thì tốt lắm chứ. Nhưng có một điều chẳng tốt chút nào, đó là điều gì? Sau khi chết, nếu trước kia quý vị đã từng làm việc thiện thì quý vị sẽ được thác sanh vào 3 đường lành: tam thiện đạo,
Còn nếu làm điều ác thì quý vị phải thác sanh vào ba đường dữ tam ác đạo, như đọa địa ngục, chuyển làm thân ngạ quỷ hoặc làm thân súc sanh. Hôm qua có một số du khách đến viếng Phật đường, và tôi có nói chuyện với họ về trách nhiệm của một người lính. Tôi bảo cho họ biết rằng trong hàng ngũ quân đội thì thường có cả Bồ Tát lẫn Atula. Bồ Tát ở trong quân đội là để giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ không giết chóc nhiều quá. Còn Atula thì trà trộn vào quân đội để xúi dục binh lính giết người càng nhiều càng tốt. Trong khi Atula kêu gọi binh lính rằng hễ giết được càng nhiều người thì mình càng trở nên oai phong, công lao lập được càng to tát, thì Bồ Tát lại khuyên họ chớ nên tàn sát, mà nên làm cho đất nước của đôi bên đều được thanh bình, cùng nhau hòa đàm để giải quyết sự việc. Nếu được như thế thì công lao của họ rất lớn và họ sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh. Tôi cũng nhấn mạnh với các người khách đó rằng chúng ta nên học làm Bồ Tát, chứ đừng bắt chước Atula. Sử Trung Quốc có viết về hai vị tướng là Quan Vũ và Bạch Khởi. Quan Vũ là một danh tướng đời Thục Hán, thời Tam Quốc, và cũng là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi. Vì làm tướng nên Quan Vũ phải ra trận và giết người rất nhiều. Nhưng sau khi tạ thế thì ngài làm Bồ Tát là Quan Công. Còn Bạch Khởi, một võ tướng tài ba đời Chiêu Tương Dương nhà Tần, thời Đông Châu Liệt Quốc thì giết người cũng rất nhiều. Và sau khi chết thì phải đọa làm trâu, làm ngựa. Vì sao Bạch Khởi lại bị đầu thai làm thân trâu ngựa? Bởi vì ông ta đã tàn sát hơn 20 vạn binh lính nước Triệu. Thổi ấy có 20 vạn binh lính quy thuận đầu hàng ông ta, nhưng ông ta lại nhẫn tâm cho đào một cái hố thật lớn để chôn sống tất cả bọn họ. Đây quả là thứ tâm địa của Atula. Quan Vũ thường được gọi là Quan Công, thì chỉ giết người ác, không giết người thiện. Đó gọi là trừ bạo an đương, dẹp trừ kẻ bạo ác để bảo vệ người hiền lương vô tội. Cho nên Quan Công và Bạch Khởi đều cùng là làm tướng, mà rốt cuộc thì một người thành Bồ Tát và một người lại thành trâu, ngựa, heo, dê. Có một đạo hữu người Mỹ vốn là lính hải quân hỏi tôi rằng: Thầy có tin là sau khi chết con người có thể đầu thai làm súc sanh không? Lúc bấy giờ tôi trả lời rằng: Chú tin là con người sau khi chết có thể đầu thai làm súc sanh thì cũng được, mà chú không tin là con người có thể đầu thai làm súc sanh thì cũng chẳng sao. Nếu chú tin là có chuyện đầu thai làm súc sanh, và nếu chú đáng phải làm súc sanh thì chú sẽ phải đầu thai làm súc sanh. Còn nếu chú không tin là có chuyện đầu thai đó, và nếu chú đáng phải làm súc sanh thì chú cũng vẫn phải đầu thai làm súc sanh như thường. Cho nên chú tin thì cũng vậy, mà không tin thì cũng vậy, chẳng thay đổi được gì cả. Chú làm việc Phật thì chú chính là Phật. Chú làm việc Bồ Tát thì chú là Bồ Tát. Chú làm việc người thì chú là người. Chú làm việc quỷ thì chú là quỷ. Và chú làm việc súc sanh thì chú là súc sanh. Nói tóm lại, hễ mình làm việc gì thì bản thân mình sẽ đón nhận hậu quả tương ưng của việc làm đó. Đừng tưởng rằng chuyện gì mình tin là có thì mới xảy ra, còn nếu mình không tin là có thì sẽ không xảy ra. Phải biết rằng bất luận là chú tin hay không tin, nếu tội chú đáng phải làm súc sanh thì nhất định là chú phải làm súc sanh, chẳng trốn chạy đi đâu được cả. Còn nếu chú không đáng phải làm súc sanh thì chắc chắn là chú không phải làm súc sanh. Do đó vấn đề không phải là tin hay không tin mà được. Trở lại với phần kinh văn, bây giờ mỗi người trong chúng ta hãy tự phản tỉnh. Bao giờ thì mình chết? Mẹ của cô gái dòng Bà La Môn là chẳng bao lâu thì bà mệnh chung. Còn mình thì bao giờ? Chết rồi thì mình sẽ đi về đâu? Mình có phải bị đọa địa ngục như bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn đó không? Phàm nghe giảng kinh, hễ chúng ta nghe đến đâu thì phải hồi quang phản chiếu đến đó, phải soi lại chính mình, chứ không phải nghe giảng mà xem như gió thoảng qua tai, không lưu lại dấu vết, chẳng hiểu được gì cả.
ai ai cũng đều có lúc phải chết. Quý vị chớ cho rằng chết là một việc tốt nhất, cũng đừng nghĩ rằng chết là một việc xấu hoặc xui xẻo nhất. Bất luận là tốt hay xấu, hên hay xui, may hay rủi, ai rồi cũng sẽ chết cả. Cho nên quý vị làm điều tốt thì sẽ là tốt, làm điều không tốt thì sẽ là không tốt. Vừa rồi tôi cũng đã nói với quý vị là trồng nhân lành thì được quả lành, gieo nhân ác thì gặt quả ác. Người xưa có nói, trông thấy người khác chết, lòng ta như lửa đốt, chẳng phải xót cho người mà sợ đến phiên ta. Mấy hôm trước đây, tôi có nói về vấn đề sanh sản và tử vong. Mặc dù tỷ lệ sanh sản có cao hơn tử vong, nhưng con người thì ai rồi cũng phải chết. Do đó cổ nhân đã nói, khi thấy người khác chết thì lòng ta như thiêu như đốt, song ta đau đớn không phải vì xót xa thương tiếc kẻ vừa qua đời, mà vì ta nghĩ rằng sớm muộn gì rồi cũng có ngày sẽ đến phiên mình. Nếu quý vị nói rằng mình không sợ chết thì ngay bây giờ hãy chết liền đi. Tại sao quý vị lại chưa thể chết được ngay? Vấn đề chẳng phải là sợ chết hay không sợ chết, mà chính là cái chết ấy thuộc loại nào: chết tốt, hảo tử, hay chết xấu, ác tử. Cái chết xấu tức là bị chết vì phi tai hoạn họa, như bị xe đụng, máy bay rớt, thuyền chìm, xe lửa lật. Những cái chết như thế chính đương sự không thể nào ngờ tới và cũng không có ý muốn chết, đều gọi là những trường hợp ngoài ý muốn. Cái chết ngoài ý muốn tức là cái chết xấu. Nếu khi quý vị muốn chết, đã sẵn sàng để chết và cái chết tự nhiên đến thì đó là cái chết tốt. Và trong trường hợp này, nếu quý vị chưa muốn chết thì sao? Thì cũng có thể không bao giờ chết, cứ sống mãi để tu đạo. Người tu đạo có thể đạt được sự tự do về vấn đề sanh tử. Muốn sống thì cứ sống hoài sống mãi, lúc nào không muốn sống nữa thì chỉ việc ngồi mà giảng sanh nhập niết bàn. Muốn được như thế, quý vị cần phải có công phu tu hành để làm chủ sự sống chết của chính mình. Tánh mạng sanh tử của ta là do chính ta, chứ không phải là do trời. Không ai cai quản được ta, chỉ một mình ta tự quyết định lấy. Hễ ta muốn chết thì liền được chết ngay, còn nếu chưa muốn chết thì ta vẫn cứ tiếp tục sống mãi. Tu đạo chính là tu tập để có được năng lực này vậy. Tuy nhiên, khi đạt được năng lực này rồi, e rằng quý vị lại không muốn lưu lại cõi ngũ trược ác thế này nữa, bởi nơi đây quá ô trược. Như vậy, sau khi thân mẫu của thánh nữ Bà La Môn nọ qua đời, thì thần hồn bị đọa vào địa ngục vô gián. Thần là thần thức và hồn là linh hồn. Thần hồn cũng chính là thức thứ tám. Vì sao gọi là địa ngục vô gián, không gián đoạn? Bởi ở địa ngục này thì thời gian và thân mạng đều không hề gián đoạn. Đây là chỉ cho việc dù có một hay nhiều tội nhân thì địa ngục cũng đầy chật như nhau. Trong những bài giảng sắp tới, chúng ta sẽ được biết tường tận hơn về địa ngục vô gián. Vô gián nghĩa là gì? Vô gián có nghĩa là liên tiếp không ngừng, không hề có sự gián đoạn. Ở địa ngục này, tội nhân mặc dù phải chịu muôn phần khổ sở, nhưng mạng vẫn không đứt đoạn. Do đó, họ cứ liên tục chết đi rồi sống lại rồi chết đi. Đó là do tác dụng của thần thức, mà thần thức thì bất biến. Lúc đó, thánh nữ Bà La Môn biết rằng bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ắt phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác. Không tin nhân quả tức là không tin rằng phàm trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Bà mẹ của thánh nữ không chịu tin rằng hễ cái nhân mà không thanh tịnh thì quả cũng không thanh tịnh, và nếu cái nhân không chánh đáng thì quả cũng sẽ không chánh đáng. Bởi biết rằng mẹ mình sinh thời đã tạo nhiều ác nghiệp, sau khi chết tất phải bị đọa vào đường ác. Nên thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, trái cây, đèn đuốc, tràng phan bảo cái, rồi đem đến chùa tháp thờ tiên Phật mà làm đại lễ cúng dường. Ở đây, chùa tháp thờ tiên Phật tức là nội viện chùa tháp của Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai.